ra thùng Sony còn nguyên siêu luôn nha anh em, để bóc ra nó còn cái băng keo luôn nè, cắt luôn. Còn được cái phiếu của Sony luôn, STR-BZ555S luôn nè. Còn theo cái khiển zin theo máy luôn nè. Máy nó đẹp keng luôn nha anh em. Những cái jack AV mà bằng ké luôn. Và bên trong cái thùng này còn full phụ kiện luôn. Cái khiển zin nè. Cái dây nguồn xịn luôn, sắp đầy đủ anten luôn. Rất là hiếm hoi những cái dòng như thế này về còn trong tình trạng là đẹp long lanh full thùng luôn nha nè, đủ phụ kiện luôn, máy đẹp long lanh luôn nha nè. Rất là hiếm hoi những cái dòng như thế này về trong tình trạng là full thùng full phụ kiện luôn nha. Sẽ quay sơ cho anh em ha. Thì anh em nào cần thì có thể liên lạc em theo số điện thoại 0834562852 nha. Em sẽ có cái video test cụ thể sau nha. Đây là cái video cuối thùng vì nó về trong tình trạng là đẹp long lanh luôn. Nên em sẽ bóc hộp cho anh em xem trước nha. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Hành Audio. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.